Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin giao thông an toàn phát sóng hàng ngày trên kênh VTC 14. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong 3 ngày từ mùng 2 đến mùng 5 tháng 12 do Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cung cấp. Theo thống kê đến 16 giờ chiều nay, toàn quốc xảy ra 80 vụ tai nạn giao thông làm chết 64 người, bị thương 56 người, trong đó đường bộ xảy ra 78 vụ làm chết 64 người, bị thương 54 người, đường sắt xảy ra 2 vụ bị thương 2 người. Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 3.250 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Vào sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, một xe khách 30 chỗ bất ngờ đâm vào đuôi xe khách bị nổ lốp đang dừng trên cầu Sài Gòn thuộc địa phận quận Bình Thạnh khiến nhiều hành khách hốt hoảng kêu cứu, giao thông vào trung tâm thành phố bị ùn tắc kéo dài. Vào khoảng 6 giờ sáng nay, xe khách biển kiểm soát 51B17897 do tài xế Nguyễn Thanh Liên, sinh năm 1973 điều khiển, chạy trên cầu Sài Gòn hướng từ quận 2 về quận Bình Thạnh. Khi đến đoạn giữa cầu thuộc phường 22 quận Bình Thạnh thì nổ lốp nên dừng đỗ chờ cứu hộ đến xử lý. Khoảng 20 phút sau, xe khách loại 30 chỗ ngồi biển kiểm soát 60B02621 do tài xế khoảng 40 tuổi điều khiển chạy cùng chiều bất ngờ đâm mạnh vào đuôi ô tô khách đang dừng đỗ. Cú đâm mạnh khiến hai phương tiện hư hỏng, hàng chục người trên ô tô khách biển kiểm soát 60B hốt hoảng la hét. May mắn không có ai bị thương. Tài xế chỉ bị cháy xước nhẹ, hàng chục hành khách phải xuống xe qua phương tiện khác tiếp tục lộ trình. Vụ tai nạn khiến giao thông qua cầu tắc đường nghiêm trọng trong nhiều tiếng đồng hồ. Mặc dù Bộ Giao thông Vận tải đã bỏ yêu cầu thi lại lý thuyết nếu quá thời hạn đổi giấy phép lái xe từ chất liệu giấy sang loại vật liệu PET, tuy nhiên thời điểm này, nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn ồ ạt đi đổi giấy phép lái xe vì sợ quá hạn. Trong khi đó, thời gian chuyển đổi giấy phép lái xe mô tô từ hạng A3 trở xuống còn kéo dài đến hết năm 2020. Với tâm lý lo ngại sẽ phải thi lại phần lý thuyết theo thông tư 58 và bị xử phạt khi tham gia giao thông nếu vẫn dùng giấy phép lái xe cũ, nên tại thành phố Hồ Chí Minh, hàng nghìn người dân vẫn đến các địa điểm đổi bằng lái để làm thủ tục. Bình thường một trung tâm chỉ tiếp nhận khoảng 400 bộ hồ sơ xin đổi giấy phép lái xe, nhưng những ngày qua, con số đến nộp hồ sơ lên tới 1.000 bộ. Để tránh tình trạng quá tải, các trung tâm cũng đưa ra giải thích đến năm 2020 mới hết hạn đổi giấy phép mô tô loại A1, A2, A3. Tuy nhiên, người dân đến đổi giấy phép lái xe vẫn rất đông. Theo lộ trình chuyển đổi giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang vật liệu mới, thì giấy phép lái xe ô tô thực hiện đổi cho năm 2016. Giấy phép lái xe các hạng A1, A2, A3 không thời hạn được đổi đến hết năm 2020. Nhằm đối phó lại thực trạng đường sắt đang bị mất dần thị phần do cao tốc phát triển nhiều, mới đây, Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Nội và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ký thỏa thuận hợp tác khai thác du lịch bằng đường sắt nhằm phát huy lợi thế ngành, tìm kiếm thị trường tại vùng đất du lịch Lào Cai, Tây Bắc. Theo đó, Đường sắt Hà Nội sẽ tổ chức chạy thêm một đôi tàu nhanh chất lượng cao, hành trình Hà Nội-Lào Cai và ngược lại. Đường sắt Hà Nội cũng sẽ xây dựng nhiều chính sách khuyến mại, giảm giá dành tặng khách tham quan đi Lào Cai, Tây Bắc năm 2017. Các doanh nghiệp tổ chức tour du lịch bằng đường sắt thông qua các hiệp hội du lịch được giảm 20% giá vé. Thì chúng tôi cũng có cái chính sách là sẽ giảm giá cho các cái đối tượng trong cái khung giá khoảng từ 5 đến 20%. Tuy nhiên là chúng tôi vẫn xác định là cùng với việc giảm giá thì phải nâng cao chất lượng là chính, chứ không chỉ nhằm vào cái giảm giá. Và chúng tôi muốn là đưa lên đó nhiều cái dịch vụ mới, nhiều cái dịch vụ mà quý khách từ trước đến giờ có nhu cầu, nhưng mà cái điều kiện cũ là chúng tôi chưa hoạt động được. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai khẳng định sẽ hợp tác với ngành đường sắt để cùng nhau triển khai thực hiện tốt năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai Tây Bắc và để đưa các sản phẩm du lịch trên đến gần với du khách trong và ngoài nước. Kết nối chặt chẽ với vận tải đường sắt để khai thác những lợi thế của loại hình vận tải này. Lào Cai mong muốn là ở trên mọi phương diện thì mọi cái kênh giao thông có thể du khách đến với Lào Cai, thì cái việc mà để mà tăng cường cái lượng khách kết hợp với đường sắt để tăng cường cái lượng khách du khách đi bằng đường sắt đến các điểm Lào Cai là một trong những cái điểm mà Lào Cai cần phải tăng cường quảng bá xúc tiến để làm sao có thể giảm tải được và cũng như là tăng cường được cái lượng khách du lịch lớn nhất đến với Lào Cai. Tuyến Lào Cai chiếm khoảng 30% sản lượng của đường sắt Hà Nội. Sau khi tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai thông xe, lượng khách trên tuyến bị sụt giảm nghiêm trọng, do đó kết nối đường sắt với du lịch Lào Cai là một hoạt động ý nghĩa để đường sắt tìm lại thị trường. Chuyển sang phần tin quốc tế, nhiều lãnh đạo của tập đoàn sản xuất xe hơi hàng đầu của Đức Volkswagen đã phải trả lại công ty hàng triệu euro chi phí sử dụng các máy bay riêng nằm ngoài mục đích công việc.
Danh sách bị truy thu bao gồm giám đốc điều hành Martin Wintercon, người mới đây đã phải từ chức vì vụ bê bối cài đặt phần mềm gian lận khí thải vào 11 triệu xe chạy nhiên liệu diesel của Volkswagen trên toàn thế giới. Hans-Dieter Pritzker, chủ tịch hội đồng quản trị Volkswagen hiện tại, và Rupert Latter, giám đốc điều hành thương hiệu Audi. Bên cạnh đó, Volkswagen cũng thực hiện một số chính sách tiết kiệm triệt để khác như cắt trợ cấp nhà ở, hạn chế sử dụng lái xe của công ty cho những chuyến đi cá nhân đối với các thành viên ban lãnh đạo. Trong bối cảnh nhiều đường phố bị cấm phương tiện ô tô xe máy và nếu có được phép lưu thông thì tình trạng tắc đường ở một trong những quốc gia tắc đường bậc nhất thế giới là Trung Quốc cũng khiến chủ các phương tiện giao thông hiện đại ngán ngẩm. Tuy nhiên, ở những chỗ ô tô xe máy không đi được thì xe đạp lại tỏ ra hết sức linh động. Những ưu điểm này mà thị trường cho thuê xe đạp ở Trung Quốc đang phát triển vô cùng tốt. Sử dụng các ứng dụng điện thoại tương tự như Uber để phát triển dịch vụ cho thuê xe đạp đang được nhiều công ty nội địa Trung Quốc quan tâm. Với hai ứng dụng là Ofo hay Mobile, tương tự Uber, người dùng đều tìm và trả tiền thuê xe đạp qua ứng dụng điện thoại, chỉ khác là có thể trả xe ở bất cứ chỗ nào tùy thích. Với mục tiêu thị trường khác nhau, Mobile sử dụng xe đạp cao cấp với những chiếc xe có giá tới 3.000 nhân dân tệ, tương đương $440, vì thiết kế hai bánh màu cam thời trang, dùng lốp đặc và có hệ thống dẫn đường vệ tinh. Trong khi đó, Ofo nhắm tới đối tượng sinh viên với những chiếc xe đạp màu vàng tươi có giá chỉ khoảng 250 nhân dân tệ, không có GPS và giá cho thuê chỉ 1 nhân dân tệ một giờ, tức là hơn 3.000 đồng, bằng một nửa giá thuê xe của Mobile. Theo dự báo, thị trường cho thuê xe đạp tại Trung Quốc sẽ đạt giá trị $5.8 tỷ vào năm 2020. Tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Sáng ngày 5 tháng 12, người dân ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tiếp tục đưa 30 ô tô các loại tập trung ở cầu Bến Thủy 1 ở phía Hà Tĩnh để phản đối việc không sử dụng đường BOT nhưng vẫn phải canh phí. Do các ô tô nằm nối đuôi nhau, chắn gần hết làn đường, buộc cảnh sát huyện Nghi Xuân và công an thành phố Vinh, Nghệ An phải hướng dẫn các xe rẽ qua cầu Bến Thủy 2. Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh đã có buổi đối thoại với người dân nhưng không đủ thuyết phục. Đến gần 12 giờ trưa, an ninh tại cầu Bến Thủy 1 mới được vãn hồi khi nhiều người khiếu nại rút về. Trước đó, sáng ngày 3 và 4 tháng 12, hàng chục người dân cùng nhiều ô tô tụ tập tại đầu cầu Bến Thủy 1, địa phận Nghi Xuân, Hà Tĩnh để phản đối trạm thu phí. Ngày 5 tháng 12, Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng cho biết đã đình chỉ một tài xế buông vô lăng để ăn mì tôm. Người này được xác định là Hồ Thanh Dân, chạy ô tô khách dừng nằm của nhà xe Tài Thắng đang từ thành phố Đà Lạt đi Hà Nội. Trước đó, clip dài hơn một phút ghi lại cảnh tài xế chạy xe dừng nằm trên quốc lộ nhưng vẫn bưng tô mì ăn được một hành khách trên chuyến xe ghi lại. Thì thoảng, người tài xế dùng một tay chỉnh vô lăng, bóp còi. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng cho rằng hành vi của tài xế là không thể chấp nhận được, coi thường tính mạng hành khách và người đi đường. Cuối năm, tình trạng đào đường lại rộ lên tại nhiều tuyến đường thành phố Hồ Chí Minh. Theo cơ quan chức năng, số lô cốt chiếm dụng mặt đường cuối năm nay tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến tháng 11 năm 2016, thành phố Hồ Chí Minh có 85 vị trí rào chắn trên 38 tuyến đường phục vụ thi công các công trình hệ thống thoát nước có vốn ODA và các dự án khác tập trung trên địa bàn các quận, huyện 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, Bình Thạnh, Bình Tân, Gò Vấp, Thủ Đức, tăng 30 vị trí rào chắn thi công so với cùng kỳ năm trước. Thank you.
đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, bảo vệ chính mình. Thưa quý vị, bến xe vắng khách, phương tiện bỏ bến, đó là thực trạng đang diễn ra tại các bến xe khách tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nguyên nhân dẫn tới điều đáng buồn này lại được cho là do xe hợp đồng hoạt động tràn lan trên địa bàn, cơ quan quản lý không kiểm soát được và các xe này đều treo phù hiệu xe hợp đồng nhưng thực chất là chạy hay bán vé như tuyến cố định. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Chiếc xe khách này chuẩn bị rời bến xe khách phía Nam, thành phố Thanh Hóa đi Mỹ Đình. Anh Phạm Văn Phúc, 43 tuổi, lái xe khách cho công ty Hợp Thành cho biết tình trạng phương tiện rời bến vắng khách đã xảy ra hơn một năm nay. So với thời điểm trước, hành khách giờ giảm tới 40-50%. Trước đây chưa có cái loại hình xe limousine đấy thì khách của chúng tôi là có thể là chạy là đều khoảng tầm được có những hôm được 20-30 người. Nhưng bây giờ có khi là có những loại hình xe limousine đấy, nó đến đón trả khách tại những tại nhà, đón và trả tại nhà thì cái lượng khách của tôi là giảm nhiều. Tại bến xe khách phía Tây thành phố Thanh Hóa, trong khu vực bán vé cho hành khách đi Hà Nội không một bóng người. Mỗi lần phương tiện xuất bến, theo như những người bán vé cho biết, chỉ bán được 2 đến 3 vé. Trong khi đó, theo lãnh đạo bến xe này, trước đây trung bình mỗi lần xuất bến, tuyến vận tải hành khách tuyến cố định Thanh Hóa Hà Nội thường đạt 50 đến 70% tổng số ghế ngồi. Nhưng từ khi xuất hiện loại hình xe hợp đồng trá hình tuyến cố định, gần như hành khách không vào bến mua vé. Cái loại hình hoạt động của xe limousine nó ra đời đấy, thì bến xe chúng tôi thì hiện nay đã cái lượng xe mà vào bến đấy thì hiện nay đã giảm so với các ngày trước và lượng khách cũng giảm đáng kể. Thì về phía bến xe chúng tôi đấy thì cũng có kiến nghị với các ban ngành để có biện pháp xử lý và đưa các loại hình xe limousine trá hình đó vào bến hoạt động để thuận lợi cho khách đi lại. Theo công ty quản lý bến xe khách Thanh Hóa, trước năm 2015, tuyến Thanh Hóa Hà Nội có khoảng 90 phương tiện hoạt động hàng ngày. Nhưng tính tới thời điểm tháng 11 năm 2016, chỉ còn 70 phương tiện hoạt động. Lý giải cho hiện tượng phương tiện bỏ bến, công ty này cho biết hiện dọc các tuyến đường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa xuất hiện khá nhiều văn phòng trá hình nhận vận chuyển hành khách theo dạng hợp đồng, nhưng thực chất là vận chuyển theo tuyến cố định. Là cái hệ lụy của nó là nó xảy ra cái tình trạng là các cái bến cóc ra đời. Ví dụ văn phòng cũng là có thể là nơi là bến xe hoặc là một vài cái như là cái địa điểm các cái doanh nghiệp này người ta thuê thì đấy cũng trở thành bến xe. Đồng thời là cái nguồn thu đối với nhà nước là coi như là không quản lý được. Ví dụ như cái lệ phí ra vào bến, hai nữa là cái giá vé. Và cái nữa là nó sẽ dần dần là sẽ phá vỡ cái mạng lưới cái hoạt động của cái xe khách tuyến cố định. Xin cấp phù hiệu xe hợp đồng nhưng chạy theo tuyến cố định là hành vi kinh doanh trái luật. Tuy nhiên, lợi dụng những lỗ hổng trong quản lý, loại hình vận tải này đang ngang nhiên lập các bến dù, bến cóc ngay giữa trung tâm thành phố Thanh Hóa. Và điều lạ thường thấy, họ không bị xử lý. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.